Hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ dùng con bet tiểu cương thi để vào chấp 25 giây. Thì con bet này nó có thực chiêu thứ ba là khi các bạn chạy sau thì hiệu quả tăng tốc tăng 13%. Nó giống như con hạ thiên khuyển á, con hạ thiên khuyển tăng đến 19% lận. Nhưng mà con bet này chỉ bán mình carbon thôi. Bạn nào thích thì có thể vào cửa hàng mua sở hữu con bet này nha. Mình sẽ dùng con bet này kết hợp với con Ranger. Ranger này có tuyệt chiêu mát á, các bạn thấy không? Tuyệt chiêu mát thì nó tăng đến 30%, còn bet này chỉ có 13% thôi. Đây là khi các bạn chạy sau thì hiệu quả tăng tốc được tăng thêm nha. Thì lúc khi các bạn không dùng con xe con bet này thì các bạn chạy sau thì các bạn vẫn được tăng tốc thôi. Nhưng mà khi các bạn dùng xe bet này thì nó lượng tăng tốc này nó sẽ cộng thêm được 4 mấy% á, rất là kinh khủng luôn. Map này không biết có chấp được không nữa. Map này map chạy đường thẳng khá là nhiều. Các bạn thấy map này đơn giản vậy thôi chứ thực chất map này có nhiều chỗ nhiều mẹo lắm. Các bạn phải ném vững kỹ thuật kéo tham nitro và kỹ thuật boost thì mới chạy map này được kỷ lục cao được. Hết vòng 1 rồi nhưng mà ta vẫn chưa lên được ai hết. Một em liền. CW liền à. Rồi, gần về đích tới nơi rồi. Sao còn bó quá trời bạn vậy trời. Ok, thấy rồi. Kéo đi cho, kéo đi cho, kéo đi cho. Ồ, ngon liền. Rồi, gần khúc cuối mới lên được luôn. Này làm dây khá là căng á. Vãi hết. Cái bạn đó bi tôi vậy đó. Hình như là hết vòng 1 thì mình vẫn đang ở dưới bạn đó nhưng mà mình lại đứng lên nhất, thành ra bạn đó khá là bâng khuâng. Trời, 25 giây lâu thì các bạn. Nó nhanh thiệt luôn á. Mình cảm tưởng mình đang xài bản hack. Lên nè. Rồi còn bạn nữa. Ủa, ngon liền. Cái chỗ đó thì các bạn nên tập bay qua như mình đó. Đừng có đi đường vòng như bạn kia. Đường vòng như bạn kia khá là lâu. Ngạc nhiên, bạn nó khá là ngạc nhiên.
kỹ năng mát đã được phát huy. CW mà 310 mấy rồi. Đúng, con xe này thì chiều nó khá thích hợp với những bạn gọi là đua yếu ở phía sau. Thì chiều của con xe này á, trời ơi, sao không nhìn thấy ai hết vậy trời, không thấy tên, không tuổi gì luôn, vãi đạn vậy. Thấy rồi, thấy rồi. Trời ơi, trời, vẫn không lên được ai luôn, gần về đất rồi. Nó khẳng không lên được ai luôn. Phải vậy. Thôi, top 3 thôi. Cái trận này mấy bạn nó đu căng vậy ta. Phải ghê. Thanh niên nào cũng đu ghê hết. Có bạn kia tên 76 kìa. 76 chắc ở cùng Quảng Ngãi với mình. Có đâu một bạn rớt mạng rồi. Tự nhiên loại được một đối thủ. Ngon. Thấy rồi, mình thấy mấy bạn đó rồi. Anh kia như bị lọt. Ui, ui, vãi thiệt, còn tông nữa. Để cho nó lên coi. Lên liền. Map này là một map là khá là dài nên chạy rất có lợi. Map càng dài thì cấp cai lên dây nó càng đơn giản hơn. Lâu rồi anh cuốc, cái này mình nghĩ chạy cũng khá đơn giản nè. Bởi vì map này một map khá khó, bạn phải tập luyện rất là nhiều. Đ-
CW nè. Cái vòi nước này thì nó fit lại rồi, bay qua khá là đơn giản. Lúc trước thì các bạn cần phải kéo nitro chuẩn kìa, hoặc là dùng nitro tăng tốc chuẩn thì nó mới qua được, còn bây giờ các bạn bay sao nó cũng qua đó. Hầu như là vậy, khá là đơn giản. Nó này có chỗ, cái chỗ này kéo nitro nè. Yeah, các bạn kéo tốt thì tiết kiệm được một bình nitro á, rất là ngon. Nè, xe lúc đất nè. Đúp xe đúp. Ok, thế mấy bạn nó rồi nè. Mình kéo nitro xịt rồi nè. Kéo mít nhưng mà vẫn bay qua được. Vòi nước fit lại rất khá, rất là dễ luôn. Không thôi là mình phải dùng nitro như cái phiên bản cũ, là mình phải dùng nitro mới bay qua được rồi. Ôi, bé này kỳ ghê. Ngon đi. Thì ok, clip của mình đấy thôi thôi. Con bét này thì dành cho mấy bạn đua yếu cũng khá là ngon á. Bạn nào thích thì có thể mua nha. Tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người trong clip tiếp theo nha. Đừng quên nhấn like clip cho mình nha. Bye bye mọi người.